kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt dịp nghỉ lễ, thu hàng ngàn vũ khí và liệu nổ sau hơn nửa tháng cao điểm vận động người dân, giá thức ăn chăn nuôi heo hơi giảm nhẹ từ đầu tháng 9, ngày mai 5 tháng 9 sẽ tiêm vaccine 5-1 trở lại, băng qua đường sắt hai người tử vong, ghi nhanh hỗ trợ người dân làm giấy tờ đất đai. Nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, ngăn chặn hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan đã lập tổ công tác, dừng kiểm tra ngẫu nhiên hàng trăm loại phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51. Ngoài ra, tổ công tác cũng tổ chức phát nước suối kèm các cẩm nang, đề can đã uống rượu bia thì không lái xe cho người tham gia giao thông. Không chỉ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông trên nhiều tuyến giao thông trong suốt 4 ngày lễ để phát hiện, tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Sau nửa tháng thực hiện cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh, kết quả toàn tỉnh đã vận động thu hồi trên 1,7 ngàn loại vũ khí thô sơ, 110 súng tự chế, 9 khẩu súng hơi, 3 khẩu súng quân dụng, gần 100 súng công cụ hỗ trợ, trên 1,6 ngàn viên đạn quân dụng các loại, 10 quả bom mìn, lựu đạn, trái đạn các loại và gần 6 kg pháo. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý 3 vụ 5 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 4 vũ khí thô sơ. Theo thông báo của một số công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai, từ ngày 1 tháng 9, một số loại thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm giá. Cụ thể, giá thức ăn cho heo giảm từ 150 đến 200 đồng một ký tùy loại. Thức ăn cho gà, vịt, chim cút, gia súc khác giảm 100 đồng một ký so với tháng trước. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần giảm giá và dự báo từ nay đến cuối năm tiếp tục hạ nhiệt do giá nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ngày càng giảm. Bước sang đầu tháng 9, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng một ký so với những ngày trước đó. Hiện giá heo hơi đang dao động ở mức từ 56 đến 58 ngàn đồng một ký. Heo hơi giảm giá ngoài nguyên nhân mặt hàng thịt heo tiêu thụ chậm hơn trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, chủ yếu do hiện đang là tháng 7 âm lịch nên nhiều người ăn chay, dẫn đến thị trường tiêu thụ chậm. Sau một thời gian dài chương trình tiêm chủng mở rộng 5-1 hết vaccine, ngày mai 5 tháng 9 các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh bắt đầu tiêm loại vaccine này trở lại. Theo Sở Y tế, đợt này Đồng Nai được cấp 9.000 liều vaccine 5-1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp phát cho các huyện, thành phố. Tuy nhiên, đại diện nhiều trạm y tế và trung tâm y tế một số địa phương cho rằng số vaccine được cấp đợt này ít hơn nhiều so với dự trù, chỉ đáp ứng được khoảng 70% số trẻ đang chưa tiêm. Do đó sẽ ưu tiên những trẻ từ trên 2 tháng tuổi mà chưa trích mũi vaccine 5-1 nào. Trong trường hợp không đủ vaccine để trích cho toàn bộ trẻ chưa được tiêm mũi 1 thì sẽ ưu tiên tiêm chủng cho những trẻ nhỏ tháng tuổi hơn. Cùng với 5-1, đợt này các trạm y tế sẽ có những loại vaccine như bại liệt dạng uống cho trẻ trên 2 tháng tuổi, bại liệt dạng tiêm cho trẻ trên 5 tháng tuổi, lao cho trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm tại các bệnh viện khi mới sinh, sởi, viêm não Nhật Bản và sởi rubella. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 ngày 3 tháng 9, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, đoàn tàu SH503 đang lưu thông theo hướng từ ga Trảng Táo, huyện Xuân Lộc về ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, đã va chạm với xe máy biển số 60H5-10123 do một nam thanh niên ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, chở theo chị T, 20 tuổi, ở phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh. Cú va chạm làm hai người đi trên xe máy bị hất văng ra xa và tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe máy bị đoàn tàu kéo lê đi khoảng hơn 100 mét mới dừng lại. Vụ tai nạn làm tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là lần đầu tiên ông Huấn đến bộ phận một cửa làm thủ tục cấp giấy tờ nhà đất. Khác với suy nghĩ rằng làm giấy tờ đất rắc rối và khó vì thủ tục pháp lý quá nhiều, ông Huấn khá bất ngờ khi không phải xếp hàng chờ đợi lâu mới đến lượt hoặc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. À, trên này chú thấy làm dễ chịu lắm, anh em người ta cũng hướng dẫn đến nơi nhiệt tình, không gây khó dễ gì cho chúng tôi hết. Ngày xưa thì nói chung là chú cũng nghĩ là phức tạp, nhưng mà bây giờ chú đi làm được cái là trên này cái một cửa này hướng dẫn rất tốt và chú cảm thấy làm nó rất thuận lợi. Theo thống kê, bình quân mỗi ngày Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ về đất đai, chiếm khoảng 70-80% hồ sơ bộ phận một cửa. Nếu so với thời kỳ sốt đất vài năm trước thì số lượng hồ sơ giảm đáng kể. Tuy nhiên, do hồ sơ đất đai phải xác minh nguồn gốc, đo vẽ diện tích và trải qua nhiều bước nên rất khó giải quyết nhanh.
Do đó, từ ngày 24 tháng 8 vừa qua, đơn vị này đã cử cán bộ chuyên môn nhiều kinh nghiệm trực tại bộ phận một cửa của thành phố để hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Mục đích là rút ngắn thời gian chờ đợi, người dân đỡ phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục hành chính về đất đai. Nếu thiếu thì bản hướng dẫn sẽ có cái hướng dẫn và ghi cụ thể các thành phần hồ sơ để cho người dân về bổ sung đầy đủ và nộp lại. Còn những thành phần mà sau khi đã được hướng dẫn và kiểm tra tại bản hướng dẫn mà đầy đủ thì lúc đó sẽ chuyển hồ sơ vào trong bộ phận một cửa để làm biên nhận luôn, chứ không còn phải quá mất nhiều thời gian và chờ đợi như trước. Lập tổ chuyên môn trực hướng dẫn các thủ tục về đất đai là một trong những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa. Sau một thời gian thử nghiệm sẽ đánh giá lại, nếu hiệu quả, văn phòng sẽ tham mưu Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh triển khai rộng rãi, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp cơ quan chuyên môn rút ngắn thời gian thẩm định xử lý hồ sơ đúng hạn.